Ngày xưa có hai chị em cùng cha khác mẹ. Chị là Tấm, em là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời. Tấm ở dưới đường ghẻ và mẹ Cám. Bà mẹ kế này rất cay nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc, từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó Cám được nuông chiều, không phải làm gì cả. Ngày nọ mẹ Cám giao việc đi bắt tôm tép, Tấm siêng năng bắt nhiều tép, còn Cám lười biếng không bắt được con nào. Sau đó Cám dụ dỗ Tấm gội đầu và cướp công. Ông bột hiện ra và giúp đỡ Tấm. Và ngày qua ngày cho tới ít lâu sau, nhà vua mở hội luôn mấy đêm ngày. Loa, nhà vua tuyển vợ, già trẻ gái trai đều được tham gia. Loa. Trên các nẻo đường, quần áo mớ ba, mớ bảy, dọc chiều, tu về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cùng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẻ hội. Dì ghẻ đứng trước gương, ngắm nghía, Cám từ trong nhà chạy ra hối thúc. Mẹ, nhanh lên đây, trễ bây giờ. Cái con này, làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy? Quan trọng là phải diễn cho thật đẹp, phải mới lọt vào mắt cua được. Con á, là con á, thấy con không thể nào mà đẹp hơn nữa. Con chắc chắn với mẹ á, là không thể nào đẹp hơn con đâu. Đúng là con gái của mẹ đã đúng á. Bây giờ mình đi luôn đi mẹ. Cũng có lý, con sẽ sửa soạn cho mẹ thiệt là đẹp để mẹ gặp, để bán khai giá thì mẹ mà mê. Cắt cái học này, con nói giỡn thôi chứ mẹ đẹp sẵn rồi, ai thì cũng mê hết trơn á. Chị với em hôm nay đẹp quá, ta cần mày khen, không đâu đi làm việc nhà đi, ở đó mình lẻo mòn lẻo mép. Tại vì nhà cô làm xong hết rồi có gì. À, ta hiểu rồi, ý là mày cũng đi trễ hỏi. Thì cứ mang đi, cứ đi không thì bảo. Ủa mẹ, mẹ kêu chị mang thóc với gạo đi với mẹ. Con này cũng quýt chứ. Sau đó, dì lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm. Bây giờ mình phải nhặt thóc với thóc, gạo với gạo. Xong việc còn đi đâu thì đi. Bà về thấy thóc gạo lẫn lộn thì mẹ chết đó bà. Mình đi nha mẹ. Nói đoạn hai mẹ con lấy quần áo sung sính lên đường. Tấm ngồi nhặt một lúc mà chưa được một nửa, nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong. Tấm buồn bã bèn khóc một mình. Giữa lúc ấy bụt hiện lên vỗ tay ba cái, lập tức có một đàn chim sẻ xà xuống nhặt hóc ra đằng hóc, gạo ra đằng gạo, chỉ nháy mắt là xong. Nhưng khi chim sẻ bay đi gòn, Tấm lại khóc nức nở. Bụt lại hỏi: tại sao con khóc? Chỗ lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước, không kịp nhặt.
Khi ngựa dừng lại ở đám hội, nắm lấy khăn với chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người. Giữa lúc ấy thì đoàn xa giá cũng vừa tiến đến lễ hội. Hai con vơi ngựa dẫn đầu đến đây tự nhiên cắm ngà xuống đất, kêu gống lên không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước tìm hiểu xem. Họ nhận ngay được chiếc giày thêu của Tấm Tích Cơ lúc nãy. Vua ngắm nghía chiếc giày không chịu chán mắt, bụng dạ bảo: người đâu, mau mang thứ vật lạ lên cho ta. Dạ, một chiếc giày thật xinh, một giày đẹp thì không mặc chán thì sao. Lập tức vua hạ lệnh cho ra mời tất cả đám đàn bà con gái đi xem họ để ứng thử. Thể ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Lo, nhà vua có lệnh, ai mang vừa giày này sẽ được làm vợ vua. Hội ngày càng náo nhiệt vì các bà, các cô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào cô nấy lần lượt kéo vào, ngồi lâu giữa bãi cỏ rộng đến ứng thử một tí cầu may, nhưng chả một chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám cũng trong số đó. Khi Cám và dì Nghĩa bước ra khỏi lầu thì gặp Tâm. Cám đáp: mẹ, quá, vừa rồi nè, vừa rồi. Vừa đó mà vừa. Người đâu, các bà đều ngoài cho ta. Mụ gì ghẻ cô Tâm biểu môi: chú Khánh còn chẳng ăn ai nữa là mảnh chỉnh bước ngoài bên tre. Nhưng khi Tâm đặt chân vào giày thì vừa như in, nàng mở khăn lấy chiếc giày thứ hai đi vào. Hai chiếc giày đóng nhau như đúc. Vua ơi, vừa rồi vua. Người đâu, mang lấy kẹo rước hẹn vào dính cho ta. Lập tức vua sai đồng thị nữ bước nàng vào cung. Tắm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên thành học của mẹ con cá. Vở kịch của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý thầy cô.